Có một kỳ fan hỏi Hoshi làm thế nào để có được một hũ sốt chấm muối ớt đỏ thiệt là ngon mà không cần phải dùng quá nhiều bột ngọt. Chỉ có xem ở trên mạng và làm ăn thử rồi nhưng ăn xong thấy ớn quá. Cả nhà thích gì thì chiều nấy thôi, miễn mọi người cảm thấy ngon miệng, vui vẻ và mạnh khỏe sau những bữa ăn là được. Đầu tiên, mình sẽ thái ra cho Hoshi khoảng 30g ớt sừng và bỏ hạt. Công thức này thì không những bớt đi gia vị mà còn bớt đi cả vị quá cay, để cơ thể của mình cũng giữ được gan khí nữa. Mình sẽ dùng thêm 50g ớt chuông cắt mỏng cho dễ xay và 40g ớt hiểm bỏ hạt. Ăn hạt ớt nhiều thì thật sự không có tốt đâu cả nhà. Độ cay sẽ được cân bằng lại nếu cả nhà làm theo đúng công thức Hoshi hướng dẫn nha. Tiếp theo, mình sẽ vắt ra tô khoảng 140ml nước cốt tắc rồi lược ra như vậy nè. Cho hết vào cối cùng với lại 150g đường, 40g bột ngọt và 60g muối. Mình sẽ lắc đều lên rồi cho vào đây thêm khoảng 180g sữa đặc, thêm vài cái lá chanh xé nhỏ vào cho thơm rồi xay nhuyễn ra như Hoshi hướng dẫn nè. Kỳ này Hoshi sẽ dành riêng thời gian để hướng dẫn cho cả nhà nguyên một cái series công thức sốt ngon, dễ hiểu, chuẩn sao nhà hàng luôn. Đó, quá ngon lành, xay xong rồi nè. Vậy là cả nhà đã có được một hũ sốt để tủ lạnh ăn được cả tuần. Thơm ngon, trọn vị, sạch sẽ, an toàn. Thơm quá, nghe thôi rồi đã thấy thèm hải sản lắm rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào hũ rồi đậy nắp lại cất tủ lạnh khoảng một đêm. Nè, xong rồi nè, hai loại sốt luôn. Như vậy thì sốt của chúng ta sẽ sánh quyện lại theo tỷ lệ công thức mà Hoshi đã hướng dẫn cho cả nhà nha. Muối ớt xanh thì Hoshi sẽ làm công thức khác, cho nên hẹn cả nhà vào tập 2 ha. Bây giờ mình sẽ làm liền con tôm càng xanh hấp với được, chịu không nổi rồi. Sốt rất là vừa vị, sệt sệt, thơm phức hương vị chua cay tự nhiên. Ok, chúc các bạn thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.